Bây giờ thì mình sẽ quay cảnh người nông dân nấu thức ăn cũng như cho heo ăn như thế nào các bạn nhé. Tại vì trước đó thì mình cũng quay một số hình ảnh heo ở trong chuồng á. Thì mình cũng vô cận cảnh những cái đàn heo to, heo rừng ở trong đó rồi. Thì nhiều người cũng đang rất là tò mò, vậy liệu những con heo rừng này thì thức ăn của nó như thế nào? Thì ngay bây giờ thì mình đã tiếp cận được một người nông dân các bạn này. Dạ, xin chào cô ạ. Vâng, chào chào chú. Thì hiện tại thì mình đang nấu cho heo ăn hả cô? Tôi đang nấu cho heo ăn đi chú. Nó cái đàn heo này của mình là mình nuôi lâu đưa cô nhỉ? Cái đàn heo này là từ thời cha ông truyền lại đấy. Coi như là cứ nâng cấp dần dần chuồng trại á. Ngày xưa là chúng chỉ vây lại để mình nuôi thôi. Thì bản chất của nó là heo rừng, cho nên là nó cứ thấy người lạ là nó nhảy ấy. Đấy, như chú vừa vào đấy, là nó sẽ chạy lung tung chứ nó sẽ không đứng cho mình xem được đâu. Ở đây thì bây giờ cháu hỏi một chút là thức ăn của heo rừng này thì bao gồm những gì heo cô nhỉ? Heo rừng thì nó dễ ăn lắm, nó dễ nấu lắm, coi như là để hoa chuối cũng có này, rau này, đấy, nước giác, để rau rừng, đấy những cái rau rừng, rau dại ngoài rừng đấy này, đây, rau này là rau rừng này, đấy, cho nên là đem về đây để cho vào đây để nấu, coi như là thập cẩm, đấy. Có cái gì là ăn được rồi mình sơ chế về đây nấu lại để cho nó ăn, nó dễ ăn lắm. Vậy có nghĩa là heo rừng này thì cái bản chất của nó cũng khác rất nhiều cái heo kia, và nó không kén thức ăn đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Nó nói chung là cái gì nó cũng ăn được hết, mình cứ ném vào đó là nó ăn, cứ cắt cỏ vào bỏ vào trong đó là cho nó ăn. Trời mưa gió mà không đi cắt cỏ được thì mình nấu cám, nấu cám bắp á, rồi đó mình cắt rau lang mình trộn vô thì cho nó ăn. Mình cũng tiết kiệm được khoản nghề mua cám thay vì cho nó ăn những này đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Những cái này mình có thể tận dụng được những cái quán gần nhà. Quán ăn đúng không ạ? Những cái quán ăn gần nhà đây này. Đấy thì là tận dụng được. Đây, tận dụng được là cũng có bánh nhà trái này. Đấy. Đây. Đây. Cái này người ta hay gọi là nước rác ở những cái quán ăn đúng không ạ? Đấy, đúng rồi, mình tận dụng về. Những cái này thay vì người ta đổ đi thì mình ra mình gom mình xin á. Là về là cho nấu lên để bánh ra rồi. Những cái thứ mà người ta bỏ đi là mình xin về mình nuôi cho nó, mình cho nó ăn. Đây cái rau này đấy, quán sáng người ta bỏ mình xin về, đơn giản lắm, dễ nuôi. Thế còn cô có thể chia sẻ một chút xíu về cái chất lượng thịt của heo rừng này không cô nhỉ? Heo rừng này thì bản tính chất của nó là ăn rất là ngọt và nó đảm bảo chất lượng. Nó không ăn cám con cò, mình không nuôi ra nuôi trang trọng đâu. Mình chỉ cho nó ăn tận dụng như là bắp, cám bắp, bẹ rồi các thứ của nhà mình làm ra ấy chú. Thế rồi là mình cho nó ăn thôi. Là không phải trang trọng, không phải cám con cò, không phải cái gì, không phải chất phụ gia gì hết á, là mình cho nó ăn đơn giản như vậy thôi. Mà cứ bổ ra bao nhiêu là bà con chòm xóm là lấy thôi. Các heo này thì khi mà từ lúc mình nuôi đến lúc mà thịt được thì tầm khoảng bao nhiêu tháng cô nhỉ? Tầm là 6 tháng cho ạ. 6 tháng là mình là có thể thịt được rồi ạ? 6 tháng là thịt ngon đấy. Còn mình không có thúc nó nên là mình cứ nuôi cho nó trưởng thành tự nhiên thôi cháu. Cho nó phát triển tự nhiên. Để mình lấy cái chất lượng thịt đấy. Nói chung là cũng đúng với cái tập quán sinh hoạt của nó là heo rừng đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Cái bản chất nó là heo rừng mà, cho nên là nó cứ thấy người là nó học của nó chạy chỗ nào mà kín là nó trú vào đó. Cái con heo rừng mà có răng nanh kia là mình nuôi khá lâu rồi đúng không? Cũng có lâu rồi đấy, chắc cũng phải hơn 20 năm rồi đấy. Heo nòi đấy. Vậy cũng là có những bà con nông dân khác người ta mua giống ở đây về, xong người ta đến cái thời kỳ heo nó kiểu như là heo nó động đực á, là người ta đem đến đây để người ta lấy giống ở đây, người ta đem về người ta nuôi. Nghĩa là cái trang trại heo của mình này thì nói chung là ngoài bán thịt ra thì mình cũng bán giống luôn cho bà con đúng không ạ? Đúng rồi đấy, cung cấp giống luôn cho bà con. Còn một cái trại heo con ở bên này nữa này, đang chuẩn bị xuất chuồng ở bên này. Tại vì cháu cũng có một cái trang trại bồ câu cũng nằm ở bên kia vườn, thì cũng mai mốt cũng tính là nuôi thêm heo rừng này. Thì mai mốt là mình có thể bắt giống ở đây đúng không ạ? Đúng rồi, bắt ở đây giống về chú đem có thể
đem bắt ở đây về nuôi ở bên đó, nhân giống ở bên đó nuôi được là rất dễ nuôi, không có bệnh tật, không ốm đau gì hết, cứ thế là nó ăn nó lớn thôi. Nhưng mà mình phải làm cái lán như này mưa ấy, để cho nó trú vào đây, đến tạnh mưa thì nó lại chạy ra. Chi phí để nuôi heo rừng này nói chung cũng đơn giản đúng không cô? Vâng, cũng đơn giản. Tại vì cháu thấy là cái chuồng của nó cũng khá là thô sơ thôi. Đúng rồi. Cũng không có, tại vì khi mà mình trước đó thì cháu cũng có đi một số mô hình mà người ta nuôi cái heo heo thịt bình thường á, thì người ta đầu tư trang trại tốn rất là nhiều tiền, nào là hệ thống nước uống này, chuồng trại sạch sẽ này, mình phải quét dọn hàng ngày này. Còn cái này ở đây mình đâu phải quét dọn đâu đúng không ạ? Không phải quét dọn đâu, lâu lâu thì mình xịt cái khử trùng cho nó đảm bảo cái vệ sinh trong chuồng trại á, là mình làm cho nó sạch sẽ thôi. Ở trước đó thì cái dịch tả heo châu Phi nó có hành ở địa phương mình không cô? Không có đâu, ở đâu thôi chứ nhà cái khu vực này là không có. Nguyên cái khu vực này, gia đình nhà tôi ở đây rồi, trong kia xung quanh đây cũng nhiều trang trại lắm. Cũng tương đương như thế, nhưng mà nó không lớn bằng cái trang trại này. Bà con người ta lấy giống ở đây về người ta nuôi thôi. Cho nên là cái heo này nó cũng cái sức đề kháng của nó cũng khá là lớn. Cho nên là cái dịch bệnh hay cái gì là ít xâm thực, ít, không có những trường hợp nào mà bị dịch tràn lan đâu. Nhìn chung là cái việc mà tìm mua cái giống của cái loại heo này cũng khó đúng không cô? Đúng rồi. Tại vì nhiều người cũng chia sẻ với cháu là nhiều khi mua phải cái loại heo mà cũng người ta hay bảo là heo rừng đấy, nhưng mà cái bụng của nó cong xuống là cái loại đấy là hơi nhiều mỡ đúng không? Đúng rồi, mình phải lựa cái giống mà cái lưng nó phẳng, cái lưng nó con lưng con đừng có võng xuống mà nó phải thẳng cái lưng ra thế này, thì cái heo đó là chất thịt nó mới có chất lượng, nó mới có nhiều thịt. Còn cái heo mà nó có bụng nhiều là nó ruột nó nhiều, nó ăn phân nó ăn nhiều á, cho nên là cái bụng nó sệ ra là cái chất lượng thịt nó không ngon. Ngoài ra còn tôm còn nuôi thêm gà ở đây nữa. Trang trại của mình cũng lớn ghê cô nhỉ? Vâng. Thì tầm khoảng tổng số lượng heo của mình khoảng bao nhiêu cô nhỉ? Trên hiện tại bây giờ mà heo vừa heo giống không tính, heo con không tính, còn cái con heo mà sinh sản là được 100 con. 100 con heo. Ở ngoài chuồng ở đây thì cũng có một số chỗ khác nữa phải không cô? Đúng đúng rồi, cái góc đằng kia nữa cháu. Cái đằng kia, tại vì hai nơi cái chỗ này là nó con nó muốn mở rộng quy mô lớn ở trên chuồng đằng kia. Cho nên là bây giờ dần dần là sẽ làm ra hai đàn đấy cháu, để cho nó cái diện tích chuồng cho nó rộng ra, cho heo nó dễ hoạt động á. Mà cũng có để mình cái heo nhỏ là mình tách riêng ra. Ở đây là heo lớn. Heo lớn thì mình để cho nó ở đây, mình sinh sản, khi nào mà nó đẻ thì mình lại cho sang heo bên kia. Còn đây là chỗ mình cho nó ăn hả cô? Mình cho ăn đây, ở chỗ này à? Đây là chỗ cho nó ăn, lấy cái này. Với thử như cái sâu này đây, mình sẽ lấy. Mình múc ở đây ra, này, chờ nó chín nữa. Chờ chín rồi thôi. Chờ chín nữa xong mình múc vào đây. Xong rồi mình đổ vào đây. Là cứ chỉ đổ vậy thôi ạ, là nó tự ăn thôi ạ? Nó có cái hệ thống máng trong này. Để nó dồn theo thế này ra đằng kia để cho nó ăn. Cái máng nó rộng nó như vậy. Nó chạy khắp cái này luôn. Nó chạy khắp cái này luôn. Đây là heo sinh sản đúng không con? Vâng, đây là heo sinh sản. Heo sinh sản đấy. Khi mà con nó được cái là mình tách riêng ra. Tách riêng ra từ đây đem lên trên nhà trên kia nữa để mình tập trung mình nuôi cái heo sinh sản, mình cho nó ăn khác mà cái heo con mình lại cho nó ăn khác. Nhiều khi mình lấy cát cỏ mình về mình đổ vào đấy cho nó ăn, là mình cho nó ăn riêng, không có là những con lớn này là nó sẽ ăn hết của những con. Vâng. Cho nên là mình phải ăn cho ăn riêng. Đây các bạn nhé. Lúc nãy thì mình xông thẳng vào chuồng thì chúng nó cảm thấy rất dè chừng mình, nhưng mà bây giờ mình đứng ở tại chỗ ăn của nó thì nó đã không sợ mình nữa rồi. Đây con heo cái này cũng rất là to. Con heo có cái nanh được từ đằng kia kìa. Giống đây nó có cái nanh đấy. Nhưng mà nó lại không lại đây mà nó đứng ở đằng kia. Trước đó thì mình chắc nuôi nó từ bé, lúc bé tí xíu mình bắt trong rừng hả cô? Cái này là bản năng là gia đình là đi bẫy á. Đi bẫy thì heo trong rừng, trong núi, trong khu vực bản đôn á. Là nó vẫn còn heo rừng.
là nó tính chất đặc trệt heo rừng đấy. Rồi là bắt đầu là mình tổ chức kiểu như là cũng có thành lập một cái nhóm á, bắt đầu đi bắt heo rừng về để mình thuần chủng. Thế nên là bắt cái con heo đấy là chính hãng là heo rừng luôn đấy, heo rừng bắt ở trong rừng luôn đấy. Tất cả các con khác đều lại đây, riêng nhìn thấy mình thì con đấy nó không lại, có vẻ như rất khôn đúng không? Bản năng của nó là sợ trong rừng, nó không biết va chạm với người á, cho nên là nó khôn lắm. Nó đứng ở kia nó cảnh giác mà, thế là đứng xa. Còn những con này thì nó đã, nó đây này, nó là heo sinh sản, cho nên là nó gần với người hơn. Còn con chị heo đó là nó không nó tránh xa người ra đấy, nó không có lại. Mà cái làm chuồng heo này chỉ cần thoáng mát thôi, không cần phải giường già quá. Như cháu quan sát thì nó cũng khá là đơn giản đây này, không có gì cầu kỳ. À, nhà mình còn nuôi cả bồ câu Pháp hả cô? Đây, ở trên kia có một con bồ câu Pháp này. Hay là bồ câu nhà người ta đấy? Không, cũng có bồ câu của gia đình đấy. À. Bồ câu của nhà. Nhưng các cháu nó cũng nuôi để... Chắc nuôi chơi được không ạ? Vừa nuôi chơi và vừa lấy cái đồ ăn cho trẻ con thích. Lâu lâu thì cải thiện cho các cháu. Cho nên là... Tại vì thịt bồ câu cũng bổ mà. Vâng, gà rồi nói chung là... Chim cũng có, gà cũng có rồi. Để phục vụ. Những cái thứ đó là để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Dạ. Đây các bạn này. Đây là những chỗ cho heo ăn thì người ta có thể đục vào những cái máng nhỏ như thế này. Đây, người ta sẽ đục vào những cái máng như này nhé. Sau đó thức ăn thì nó sẽ được tuồn vô trong này, khắp chuồng này. Đấy. Mà nó là phải đào một cái vũng ở kia kìa, để cho nó tắm. Heo rừng là nó hay tắm những cái vũng đấy, nên thôi. Còn mình nếu mà mình làm mà kiên cố là có khi nó lại không dám tắm đâu. Mình cứ phải vơi vơi một cái vũng đất cho đấy. Bây giờ cô sẽ đưa cho cháu đi vào thêm một cái... Cái chuồng nữa hả cô? Chuồng nữa ở trong này cháu. Đây là chó này, để cho nó canh. À, khi mà có người lạ đến... Khi có người lạ đến là nó sẽ báo cho mình biết. Đấy, cháu đi vào đây cháu xem. Đây là chuồng gà cháu này. Dạ. Ủa, trong kia là mình đang nuôi heo con hả cô? Đây là heo con, tách mẹ đấy cháu. Để chuẩn bị xuất chuồng cho bà con lấy giống đấy. Dạ. Ở đây là phụ nữ ở đây ấy, thôn này ấy là nhiều. Có những cái trường hợp mà gia đình khó khăn á, là hội phụ nữ của thôn là sẽ đầu tư giống cho chị em nuôi. Là sẽ bắt cặp heo giống này về là cho chị em nuôi. Nếu mà chị em nuôi mà được trưởng thành được nhiều á, thì hàng giống lại, mà nếu không có chị em thì ủng hộ cho hội phụ nữ, người phụ nữ đó cái giống này. À, về trại của mình rất là nghĩa tình đúng không cô? Đúng rồi. Thế. Đây các bạn nhé. Đây là những con... heo chuẩn bị xuất chuồng này, là giống. Lúc này nó cũng rất là sợ người đúng không ạ? Rất là sợ người, kiểu gì nó cũng sợ người vậy. Mình đứng cũng khá là xa đấy, nhưng mà khi mà nó nhìn thấy cái hình dáng của người thì rất là sợ. Đặc tính của cái heo nhỏ đấy là mình cứ hốt cái bắp ngoài kia cho kìa. Cái bắp kia là nó mưa xong rồi nó bị hư đấy. Mình đổ vào đây cho nó nhai, nó ăn. Rất là đơn giản, không có cầu kỳ tí nào hết. Mà trước khi mình xuất chuồng là mình sẽ tiến hành là sổ giun để đảm bảo giống cho bà con. Đấy, chim một câu. Ở bên trên là chim. Nhìn những đàn heo này nhìn thấy đẹp quá cô nhỉ? Đấy, heo này thích lắm. Cái trại bồ câu này của các con là cô là với nó mở một tiệm thuốc thú y để cho bà con nuôi giống, mà có cái gì mà có cái gì, kể cả gà, chim, heo, nói chung là có gì thắc mắc hay có gì cần thì sẽ đến cái tạm thú y của Nguyễn Vui.
ở cổng ủy ban nhân dân xã Ý Nhôn á, là đấy là đến trực tiếp là các cháu nó sẽ giúp đỡ giải trình và sẽ cung cấp các thông tin về chăn nuôi cho các cháu. Rất là bổ ích chồng không con? Rất bổ ích. Hai vợ chồng con nó là đều là cán bộ thú y của xã. À vậy là quá tuyệt vời, là chăn nuôi mà lại còn kiêm thêm thú y là cũng rất là chắc chắn cho cái việc mà dịch bệnh hoặc là cái giống đúng không con? Đúng rồi. Đó là nói chung là nó sẽ bao từ A đến Z, kể cả giống rồi khi chăn nuôi rồi đến khi xuất chuồng rồi những cái gì đó là nó sẽ giúp đỡ bà con rất là tận tình. Đây là cận cảnh cái chuồng, những cái lứa chuẩn bị xuất chuồng để bán làm giống các bạn nhé. Vâng, thì clip hôm nay thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé. Thì những clip tiếp theo thì mình sẽ cố gắng tiếp cận được những cái mô hình kinh tế để có gì bổ sung thêm những cái hình ảnh thực tế cho bà con. Thì riêng đối với những cái trang trại mà mình đi qua thì mình sẽ cố gắng để lại cái địa chỉ liên hệ. Nếu mà bà con nào mà cảm thấy hứng thú với những cái mô hình này thì có thể liên hệ với những cái trang trại này về giống mã hoặc là những cái loại thuốc hoặc là cái quy trình chăm sóc như nào. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhé. Clip này thì mình cũng xin dừng ở đây thôi.